Xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị. Và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện rùng rợn ngay sau đây. Thì cái ngôi nhà này mọi người, là ngày xưa là có một cái gia đình vợ chồng và có một người con gái làm cái nghề mà cạo mũ cao su đó quý cô chú anh chị. Tại cái khu vực này là rất là nhiều cao su thuộc của tỉnh Bình Phước. Thì cái ông chồng này vẫn hàng ngày đi cạo mũ cao su, còn cái cô vợ này thì bữa đi phụ, bữa thì ở nhà mà chiên mấy cái đồ lặt vặt như là đậu hũ, cá mắm bán để sống qua ngày đó quý cô chú anh chị. À, còn có một cô con gái còn nhỏ vẫn đang đi học. Và đặc biệt nhất là mọi người biết không ạ, cô bé này là học cực kỳ giỏi luôn nha mọi người. Đó, gia đình á thì cũng không giàu nhưng mà cũng có đủ để sống, cũng như là của ăn của để mà nuôi con cái á. Tại vì gia đình nhà cái đàn vợ chồng này á thì ở nằm trong cái vùng sâu vùng xa rất là hẻo lánh, mọi người biết không ạ. Đó, y như vậy nhưng mà gia đình lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc ngày qua ngày. Thì thời gian cứ thế trôi qua vui vẻ như vậy. Và cái điểm đặc biệt mà mọi người phải chú ý là cái ông vợ chồng này á, cái ông chồng á thì 50, còn cái bà này thì 55. Đó, nhưng mà cái vấn đề ở đây á là cái nhu cầu sinh lý của cái ông bà này đó rất là lớn luôn. Hàng ngày ông này đi làm về mệt mỏi thế nào đi chăng nữa thì về bà vẫn bắt ông phục vụ cho bà. Thì thấy là ông bà này rất là sinh lý cực kỳ mạnh. Thì hàng ngày ông này đi làm rất là mệt, nhưng mà về còn bị bà với bắt phải quan hệ này nữa, cho nên là ông này cực kỳ đuối luôn. Nhưng mà vì thương cái bà vợ này nên ông này đành phải gật đầu quan hệ với cái bà vợ này. Thì lúc đầu thì nhà có hai cái phòng đó, mọi người thấy không, của cô chú anh chị đó, thì nó rất là gần nhau và cái vách nó không có được đúc tường như thế này. Thì thường là cái tiếng động của hai vợ chồng mỗi lần mà quan hệ này kia với nhau á, thì cái cô con bé ngủ cái phòng bên đó đều nghe. Và cô bé cũng lúc nhỏ, mà từ lúc nhỏ học cấp 1, cấp 2 á, thì lên tới lúc 5, lúc lớp 9, thì lúc này cậu bé mới để ý, mới biết là tại vì lúc này là cái tuổi cũng đã là lớn, cũng như là cái tuổi mà đã biết tìm hiểu sinh lý đó, và cái tuổi dậy thì đó mọi người ạ. Đó, thế cho nên là bé mới có cái tính tò mò, em mới rình đó, rình mò và nhìn qua cái khe lỗ nhỏ thì bé đã thấy một cái cặp đôi nam và nữ đó, trước mắt mình. Và không ai xa lạ, đó chính là người ba với mẹ mình đang quan hệ với nhau. Vậy mà cô bé lúc này nói là trong mình, trong máy giống như là cái tuổi mới lớn mọi người biết không ạ. Thì nó những lúc mà cao trào rực rỡ đó, có những cái khó chịu đó, tại vì bé này đã đến tuổi dậy thì rồi mọi người. Và có hôm là cô ta chịu không nổi nữa rồi, cô ta tự làm mình đó, tự làm cho ăn, tự làm cho mình luôn đó. Thì cái việc này nó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, mà hai vợ chồng thì cứ lo vui vẻ với cái thú hoang lạc của mình, không để ý đến và cũng không biết là đứa con gái của mình nó đã thấy hết những cái điều phải nói là không đáng được nhìn thấy đó. Đó, thì cô chú chị cũng biết đến là cái năm cô bé học lớp 11 thì lúc này gia đình đã xảy ra một cái tai họa cực kỳ lớn. Hôm đó cô bé thì đi học, ông chồng thì đi vào rừng để mà cạo mũ cao su đó mọi người. Thì ở nhà hôm đó là bà không có đi chơi tiếp, nên là bà vợ ở nhà để mà có thể là chiên đồ này kia để mà bán ở ngoài chợ đó. Thì trong cái lúc mà
cái chảo dầu đang sôi đó. Thì vô tình cái chảo dầu nóng nó hắt phát vô người bà. Đó. Thì lúc này á là mọi người biết sao không? Đó. Thì bà này cũng là nhờ là có những cái người ở gần đó, người ta đi ngang vô, tình mới la lên thì người ta mới báo cho chồng đó, bà chạy về đưa đi bệnh viện. Thì lúc này là quý cô chú anh chị cũng biết rồi. Thì bác sĩ nói một câu giống như gọi là sét đánh ngang tai. Đó. Cô vợ của anh là bị bỏng gần 60%, mà đặc biệt là cái vết bỏng nó nằm ngay cái bộ phận sinh dục của cô. Cho nên là từ đây về sau là nếu như cha phẫu thuật thành công thì chỉ duy trì được cái ống cho cô ta tiểu tiện này kia, chứ ngoài ra là tuyệt đối 100% là không còn quan hệ hay là không còn sinh nở được nữa. Đó, thì lúc này cái ông chồng cũng buồn, nhưng mà thật sự là cái nỗi buồn của ông á, thì không có một, không đâu, có lẽ bằng một lẽ nào đó mà bà vợ hết hiểu biết. Thôi thì bà vợ cái nhu cầu sinh lý rất cao, nhưng mà bây giờ là như cắt cái đường thở của bà vậy đó. Hoặc là bà sống mà không được quan hệ, không này kia thì bà rất là bực bội đó. Nói người phụ nữ đó là người ta đang hồi xuân, mà cho nên là bà rất là khó chịu với ca phẫu thuật. Thì hôm đó cũng rất là nhiều tiền, và gia đình cũng vay nợ này kia và cứu được cái mạng của bà. Nhưng mà về rồi ấy, thì bị cũng biết là tối ngày nằm một chỗ đó, không có làm gì, đầu óc thì cứ thẳng thờ, cứ suy nghĩ quăng quơ này kia. Thì được một thời gian, bà này tiểu tụy dần. Và đến khi mà sức tàn lực kiệt đó hết thì bà cũng chúc cái hơi thở cuối cùng. Thì lúc này gia đình mới lo an táng này kia, nói chung các đó thì rồi. Thì gia đình thì đương nhiên là bà vợ mình mất thì em chồng cũng quá là đau buồn rồi. Đó, người con cũng khuyên người mẹ cũng rất là buồn luôn. Thì lúc này là cô bé đó vẫn thay mẹ dọn dẹp qua ngày đó. Ba thì vẫn làm này làm kia đó. Và như người hàng xóm ở đây thì người ta nói là giống như rau nào sâu nấy, rồi mẹ nào đi con nấy, không biết cái câu đó đúng hay là không. Nhưng mà thật sự là cái cô bé này chỉ có 17 tuổi thôi cô chú anh chị ạ. Thì lúc này cô bé học lớp 11 đó. Nhưng mà thật sự là từ lúc từ nhỏ cho tới lớn, là tức là từ lúc cấp 1, cấp 2 là cô bé đã gặp ba mẹ mình làm những cái chuyện, phải nói là chuyện người lớn. Giống như là cô bé đã quen, giống như là cũng thích như vậy đó. Mọi người hiểu không ạ? Chứ không có nghĩa là nét na hay là này nọ gì đâu. Và cuối cùng á, thì cô bé này cũng nảy sinh cái ham muốn là quan hệ tình dục với cái thằng ông chồng.